Đấy, persona ok đúng không? Rồi ID cũng ok này. Bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn này cài đặt và xác minh Zoti nhé. Vậy điều đầu tiên chúng ta đặt ra đó là tại sao phải cài Zoti? Thì mọi cái tiền kỹ thuật đều phải xác minh danh tính của người dùng, gọi là KYC. P Network cũng phải vậy. Và hiện tại P Network đang sử dụng dịch vụ của Zoti để xác minh. Vậy Zoti là gì? Sử dụng như thế nào để KYC được? Chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Là cái ID nhận dạng hoặc là danh tính kỹ thuật số đảm bảo an. Ứng dụng Zoti cung cấp cho bạn và thuận tiện để chứng minh danh tính và thông tin đăng nhập của bạn trực tuyến. Chỉ bằng điện thoại của mình có thể dùng Zoti để xác minh danh tính hoặc là tuổi của bản thân. Và Zoti được thành lập năm 2014. Zoti bắt đầu sứ mệnh trở thành nền tảng nhận dạng đáng tin cậy của thế giới. Họ cam kết thực hiện những điều khác biệt với các công ty công nghệ khác, như hứa sẽ không bao giờ khai thác hoặc bán dữ liệu của bạn. Zoti được thiết kế sao cho họ không thể tự chia sẻ dữ liệu ngay cả khi họ muốn. Tổ chức nào phê duyệt cho Zoti? Trong những năm qua, Zoti nỗ lực để thu hút tất cả các tổ chức, những người sẽ tham gia để đảm bảo Zoti được chấp nhận ở càng nhiều càng tốt. Việc cung cấp dịch vụ xác minh ID của Zoti được chứng nhận tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 27001-2013 về bảo mật thông tin. Đây là tiêu chuẩn vàng toàn cầu về quản lý an ninh thông tin. Chứng chỉ có giá trị đến ngày 29 tháng 4 năm 2021. Zoti trải qua kiểm toán hàng năm bởi một kiểm toán viên bên ngoài như một điều kiện của chứng chỉ ISO 27001, với lần kiểm tra tiếp theo vào tháng 5 năm 2020. Thì nếu mà đơn vị nào các bạn đã tham gia theo kiểm toán chứng nhận ISO ấy, thì họ sẽ kiểm toán hàng năm và được gia hạn các bạn nhé. Gia hạn theo cái tiêu chuẩn yêu cầu của ISO đặt ra, và họ kiểm toán định kỳ giống như là những cái thiết bị ấy, kiểm kiểm toán một cách định kỳ đấy. Zoti có bao nhiêu, có giá bao nhiêu? Ứng dụng Zoti hoàn toàn miễn phí để tải và sử dụng. Họ nghĩ bạn không nên trả tiền để chứng minh danh tính của mình. Zoti kiếm tiền bằng cách là tính một khoản phí nhỏ từ các doanh nghiệp để kiểm tra danh tính của khách hàng và nhân viên của họ. Zoti sẽ không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba để tiếp thị hoặc cho bất kỳ mục đích nào. Trên thực tế, một khi tài khoản của bạn đã xác minh, họ không có quyền truy cập vào thông tin của bạn. Đó là thông tin của bạn và chỉ có bạn mới được chia sẻ. Nguyên tắc hoạt động của Zoti thì luôn hành động vì lợi ích của người dùng. Hội đồng giám hộ của Zoti đảm bảo họ luôn trung thực với các nguyên tắc của mình. Zoti cũng là một phần trong phong trào B Corp, có nghĩa là Zoti xem xét tác động của các quyết định của chính họ đối với người dùng, nhân viên, nhà cung cấp, đối tác, môi trường của Zoti, khuyến khích quyền sở hữu dữ liệu. Dữ liệu cá nhân nên chính xác là của mỗi cá nhân. Mọi người nên luôn luôn quyết định những thông tin của họ muốn chia sẻ với ai khác, cho phép riêng tư và ẩn danh. Zoti tin rằng mọi người chỉ nên chia sẻ thông tin tối thiểu cần thiết để hoàn thành công việc. Ví dụ, một khi ai đó đã thiết lập Zoti với họ thì chúng ta cần phải xem chi tiết cá nhân của họ là gì. Vì vậy, Zoti sẽ không làm thế. Thế làm thế nào để Zoti giữ dữ liệu của bạn an toàn? Zoti đã thực hiện một cách tiếp cận mới triệt để bảo vệ dữ liệu cá nhân. Thay vì lưu trữ thông tin cá nhân của bạn dưới dạng bản ghi trên một cơ sở dữ liệu lớn, họ lưu trữ riêng từng phần dữ liệu của bạn. Hãy tưởng tượng dữ liệu của Zoti như một kho tiền ngân hàng. Mỗi phần dữ liệu của bạn được chia ra, biến thành những dữ liệu không thể đọc được thông qua mã hóa và được lưu trữ vào một két an toàn khác nhau. Chỉ bạn mới có chìa khóa để truy cập két này, được lưu trên điện thoại của bạn chứ không phải là cơ sở dữ liệu của Zoti. Rồi, sau đây mình sẽ nói về cách tải ứng dụng Zoti trên điện thoại và cách cài đặt nhé. Các bạn cùng theo dõi. Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành Zoti, cài Zoti và xác minh Zoti cho tài khoản Pi nhé. Đấy, thì đầu tiên là chúng ta vào CH Play này, gõ Zoti này. Yo. Đó, nó tính là Zoti do Digital này, Identify này. Chúng ta cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt thì chúng ta sẽ mở này. Mở ứng dụng này.
Đấy, đây là một số thông tin để chúng ta đọc này. Rồi. Great majority này. Got it. Continued. Rồi tiếp theo là chúng ta chọn quốc gia này. Rồi đương nhiên là Việt Nam rồi. Sau đấy chúng ta chọn là chúng ta lớn 13 tuổi. Nếu bạn dưới 12 tuổi thì bạn chọn là under dưới 12 tuổi nhá. Continued. I understand and consent này. Đó. Rồi I agree and continued này. Get started. Rồi, tiếp theo là mobile phone. Rồi bà gọi phone vào rồi nhé. Xong rồi bạn send code này. Thì Joti sẽ gửi về cho bạn một cái tin nhắn về cái số điện thoại của bạn đăng ký ấy. Rồi ok 863584. Rồi verify. Ồ cái này sẽ là một cái mã pin này. Mà có 5 ký tự này. Bạn hãy gõ cái của mình nhá, mã pin của mình nhá. Có mã pin của mình xong là gõ lại một lần nữa này. Đấy, cả hai lần ok thì sẽ sang phần này. Phần này thì complete thì các bạn chọn continue này, chuyển sang bước 2 này. Bước 2 này thì bạn hãy bắt đầu để chọn khuôn mặt của mình. Tốt nhất là chọn một cái bức tường nào đấy cho nó phù hợp để có cái nền đồng nhất và bạn chọn một cái khuôn mặt của mình bỏ kính ra các bạn nhé. Các bạn bạn nào có kính thì bỏ kính ra. Rồi phần này bạn chọn start này, cho phép này. I'm ready. Continue. Rồi. Create recover file. Phần này thì chọn continue này. Chúng ta chọn đồng ý để mở. Rồi, chọn đăng nhé. Phần này thì chúng ta lần lượt xem đi. Rồi, đầu tiên là photo này. Bạn chọn một cái ảnh của bạn. Tốt nhất là bạn take photo đi cũng được. Ở phần này tốt nhất là bạn mặc bộ quần áo màu trắng để đứng vào tường nền nền có một màu nền đồng nhất. Bạn sử dụng user photo. Rồi. Phần thứ hai là phần full name. Phần này thì bạn chọn passport này, là phần hộ chiếu này. Đấy. Bắt buộc phần này là phần hộ chiếu. Phần scan này thì bạn scan rõ thì bạn bạn dừng lại, continue. Nó sẽ upload lên khi nào mà bạn thấy upload lên mà các cái nội dung của nó được phân tách rõ thì là ok. À rồi, tất cả đã được rồi các bạn nhé. Đó, tất cả đã được này, đúng như là mình tự nhập này. Đấy, đây nó tự nhập rồi. Đấy, chúng ta điền thêm email này. Đó. Add email vào. Hoàn tất. Send code. Bạn ấn send code. Và sau đấy thì chúng ta sẽ vào email nhé. Vào email của mình. Và lấy cái code ấy dán vào đây. Đó. Add email xong rồi chúng ta chọn đăng. Rồi email cũng đã xong rồi. Chúng ta trở về đi. Đấy. Rồi. Bạn nhìn thấy không? À, ảnh của mình thì cũng ok này. Đấy, personal ok đúng không?
Rồi ID cũng ok này. Đấy. Rồi chúc các bạn Joti thành công nhé. Đừng quên nhấn like và để lại comment nếu mà các bạn có ý kiến gì. Và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Chào các bạn.